Trước đó, bộ Công an đã đưa ra thống kê về các khu chung cư vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy. Thông tin này được bộ Công an đưa ra trong báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023 gửi tới Thủ tướng mới đây. Bộ Công an cho biết qua kiểm tra gần 4.000 căn chung cư trên cả nước, lực lượng công an đã phát hiện hàng nghìn chung cư vi phạm ở khắp các tỉnh thành phố, trong đó có 96 chung cư chưa được thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. 785 chung cư vi phạm về giao thông dành cho chữa cháy, 1.305 chung cư vi phạm về ngăn cháy lan, 1.087 chung cư vi phạm về thoát nạn và khoảng hơn 2.000 chung cư vi phạm về trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cũng theo Bộ Công an, đối với loại hình nhà trọ và loại hình nhà ở nhiều căn hộ chung cư mini, qua kiểm tra gần 178.200 lượt cơ sở, lực lượng công an phát hiện khoảng 101.700 lượt cơ sở, chiếm 57,1%, còn tồn tại vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy, điện lực. Cụ thể có khoảng 36.500 nhà trọ và chung cư mini xây dựng không phép, khoảng 12.400 công trình xây dựng sai phép và 23.450 công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, qua kiểm tra xà soát vi phạm về trật tự xây dựng phòng cháy, chữa cháy, điện lực, lực lượng công an còn phát hiện khoảng 10.100 nhà trẻ, trường mầm non tư thục tồn tại vi phạm, 4.100 cơ sở khám chữa bệnh tồn tại vi phạm, khoảng 600 trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện tồn tại vi phạm.